sân vận động BG của Pathum United đang trong giai đoạn nâng cấp mở rộng sức chứa. Khán đài khuyết còn lại của sân vận động này đang được xây dựng. Hiện tại, công việc xây dựng đang được thực hiện ở hạng mục lắp đặt các trụ thép chính. Cũng giống như các khán đài khác của sân vận động BG, khán đài mới này cũng sử dụng các dầm thép làm kết cấu chính. Khán đài mới này sẽ bổ sung thêm 5.000 chỗ ngồi cho sân vận động, nâng sức chứa của sân vận động BG sau nâng cấp lên 15.000 khán giả. Thiết kế của khán đài này gần tương tự như khán đài phía đối diện và cũng được trang bị mái che. BG là một trong những sân vận động tốt nhất tại Thái Lan hiện tại, với những trang thiết bị hiện đại và chất lượng. Hiện tại, nó đã đạt tiêu chuẩn của AFC.